Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Bắt đầu với chapter 27 của bộ truyện Bắt đầu với trăm vạn minh tệ. Diễn biến của chapter 27. Vậy thì, các hạ quản lý danh dự. Vậy chúng ta tạm biệt tại đây. Sau này có cần gì, cứ việc dặn dò. Các vị cũng thế, có gặp khó khăn, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi. Dù sao, quyền lực giúp không hay không đều nằm trong tay mình mà. Quả nhiên, Hành động của chúng ta càng ngày càng lớn, khó tránh khỏi việc bị thế lực vùng trong chú ý đến. Nhưng mà, tôi không hiểu, giá trị của cả trung cư bỉ ngạn cũng không vượt quá con số ngàn vạn, sao lại thu hút được một đại nhân vật thế này chứ? Ta từng đi đến vùng trong, giới hạn quy tắc ở nơi đó còn khủng bố hơn bên ngoài này gấp mấy lần. Với lại gần đây bởi vì trò chơi kia, không những càng ngày có càng nhiều con người đến quỷ giới, mà nhìn dáng vẻ của đối phương, cậu ta chắc chắn đã kiểm soát được cách sống ở nhân giới rồi. Mặc dù không biết tại vì sao, nhưng có lẽ chính là vì thế, bọn họ mới tập trung sự chú ý đến bên ngoài. Phòng 2643 Đại nhân, mời dùng, khế ước, bạch như nhi đẳng cấp, cấp lệ quỷ, âm thức, 720, âm lực, 6600, bản mệnh âm khí cụ, nhiếp hồn chi nhãn, trung phẩm bậc 3, kỹ năng thiên phú, oán khí triển thân. So với trúc tướng, bảng của Bạch Nhu Nhi đúng thực là hiện rõ tất cả. Khế ước, Bạch Nhu Nhi, Đẳng cấp, Cấp lệ quỷ, Âm thức, 720, Âm lực, 6600, Bản mệnh âm khí cụ, nhiếp hồn chi nhãn, Trung phẩm bậc 3, Kỹ năng thiên phú, Oán khí triển thân. Nhưng quỷ vật cấp lệ quỷ sẽ càng phù hợp hơn cho việc mình sử dụng công khai. Với cả cô ấy thành thạo về mặt xử lý công việc, còn về phần này thì mình giờ tệ. Hơn nữa có khế ước điều khiển quỷ cấp hoàn mỹ ở đây, độ trung thành của Bạch Nhu Nhi đối với mình sẽ dần dần vượt qua hội nghị bỉ ngạn. Chỉ có đi theo Lâm Ngự Đại Nhân mới là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Hệ thống, mở bảng của ta. Đẳng cấp hiện tại. Người điều khiển quỷ bậc 2. Linh thức, 74. Linh lực, 765. Linh lực đạt đến 1.000. Linh thức đạt đến 100 sẽ thăng cấp. Người điều khiển quỷ bậc 3. Không hổ là tiêu phí bữa tiệc long trọng 20 vạn tệ. Ăn uống lớn một bữa không chú ý đến đã thăng cấp lên bậc 2 rồi thậm chí đã vượt qua một nửa bậc 2 gần lên bậc 3. Sức mạnh của người điều khiển quỷ bậc 2, đúng thực là mạnh hơn trước rất nhiều. Những tiểu quỷ bình thường, mình đã có thể dễ dàng tự giết được chúng rồi. Cộng thêm phần thưởng vừa hoàn thành nhiệm vụ, bùa bắt hồn. Sau khi xé nát nó sẽ lấy linh khí để sản sinh ra một lực kéo cực lớn, xé rách, giam cầm linh hồn của mục tiêu, có thể gây ra tổn thương nặng nề đối với quỷ vật cấp lệ quỷ. Bùa hỏa linh, sau khi xé nát phóng ra một luồng linh lực cường đại điên cuồng, tấn công đồng thời tiêu diệt mục tiêu có thể gây ra tổn thương cho quỷ vật cấp lệ quỷ sức mạnh của thông tệ cuối cùng cũng hóa thành lực chiến đấu của bản thân mình rồi một ngày sau phó bản trung cư bỉ ngạn kết thúc số người chơi sống sót ba lần phó bản này thắng lợi trở về nhu nhi hôm trước tôi đưa cô có một ngàn vạn cô chỉ tiêu có 300 vạn, đã mua được căn nhà này hả? Yêu cầu của ngài là yên tĩnh rộng rãi, không bị người khác làm phiền, cho nên ở khu cách xa thành phố một chút, tôi đã phát hiện ra căn biệt thự này. Chủ nhân trước đây của căn biệt thự này đã tự sát, cho nên có tin đồn rằng bên trong có quỷ quậy phá, vì vậy giá cả khá thấp. Nhưng mà tôi nhìn kỹ thì, thực sự không có con quỷ nào hết. Đúng thật, quỷ quậy phá đối với bọn mình mà nói chả có gì đáng sợ cả, nếu như thật sự có quỷ vật lệ quỷ gì đó, ngược lại còn là mua một tặng một. Cô làm rất tốt. Đây đều là những chuyện tôi nên làm. Ở hội nghị bỉ ngạn, đại nhân số 5 mặc dù đối xử với mình khá tốt, nhưng chưa hề khen mình. Liên quan đến tình báo của người điều khiển quỷ và trò chơi kinh dị, tôi cũng làm xong rồi. Phó bản lần sau ngài tham gia cũng chính là phó bản cuối cùng của người chơi tân thủ. Lúc trước có nghe nói sau kỳ tân thủ là có thể thêm bạn. Không chỉ như thế, người chơi sẽ được nhận tư cách tiến vào không gian kinh dị, như vậy mới tính là chính thức khởi động trò chơi. Cũng chính vì vậy, độ khó của phó bản lần 3 này so với hai phó bản trước thì không thể so sánh nổi. Tỷ lệ sống sót của người chơi không đến 3%, tôi sẽ không bất cẩn đâu. Vẫn còn thời gian một tuần, chúng ta nghiêm túc chuẩn bị thôi nào. Trúc tướng, Nhu Nhi, khoảng thời gian này, hai người tập luyện cho tôi đi. Được, Chào mừng đến với trò chơi kinh dị. Phó bản lần này có tên: 4. Tàu hỏa số 44. Mục tiêu nhiệm vụ: ngồi trên tàu hỏa cho đến trạm cuối. Số người sống sót hiện tại: 15. Không hổ là kiểm tra tân thủ lần cuối cùng, người chơi phó bản lần này lại lên đến 15 người. Không biết có bao nhiêu người sẽ sống sót qua phó bản lần này. Các vị hành khách, chào mừng đến với tàu hỏa số 44, xin các vị hãy tuân theo quy tắc của tàu hỏa. Tới đi nào, để ta xem thử. Phó bản lần ba này, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Hết chapter 27 của bộ truyện bắt đầu với trăm vạn minh tệ. Mọi người đón xem chapter mới vào video lần sau ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.